À, em sẽ hướng mọi người cách tạo file sản phẩm để gửi cho bên em nhé. Đầu tiên mọi người vào cái driver này. Đây, vào driver phần tạo mới này. Tạo thư mục mới này. Đây mình sẽ ghi là file thông tin sản phẩm. Sau đó mình vào cái file thông tin sản phẩm này nhé. Đó, xong mình tạo thêm một sản phẩm nữa này. Ví dụ đây là sản phẩm A. Tạo này. Những sản phẩm khác làm tương tự, mình tạo sản phẩm B này. Ok. Đó, xong mình tạo những sản phẩm CD hoặc là 3, 4, 5, 6 gì đấy. Nào của mình nhá, em dẫn mình tạo hai cái này. Sau đó mình vào sản phẩm A này. Đó. Trong sản phẩm A này mình sẽ có mô tả với hình ảnh video của sản phẩm. Thì trước tiên là mô tả thì mình sẽ vào cái view tài liệu này. Đó. Mình ghi giúp em là mô tả sản phẩm A chẳng hạn. Mà đó. Xong ở đây mình sẽ có những cái là tên sản phẩm. Tiếp theo là phân loại, giá bán, đặc điểm, xuất xứ, công dụng. Không đó thì mỗi sản phẩm mình sẽ làm những cái đầu mục như này cho em đó, sau bên em sẽ có thì sau đó mình sẽ có gì đây đó thì trong cái mô tả sản phẩm này này thì mình sẽ tải ảnh và video cùng của cái sản phẩm A vào đây luôn thì mình sẽ tạo này nhấn vào tải tệp lên này. Đó, xong rồi xong mình tìm cái file mình có ảnh nhé. Đó, ví dụ cái này đi, ví dụ cái này mình cho vào đây. Đó, ảnh cũng thế, ảnh những ảnh khác mình làm tương tự, kể cả video mình cũng thế, mình sẽ làm tương tự mình cho vào đây. Đó, với sản phẩm B mình cũng làm tương tự. Ở B mình cũng phải thêm mô tả trước này, đây Google tài liệu này. Sau đây là mô tả sản phẩm B. Xong những cái thông tin các thứ mọi người cũng điền làm tương tự. Sau đó mình sẽ tải ảnh tiếp lên, tải tiếp lên này. Ví dụ mình tải nhiều ảnh chẳng hạn đây. Đó. Đó thì những cái ảnh sẽ được tải lên. Đó. Thì những cái sản phẩm khác mình làm nó tự, sau đó mình sẽ gửi cái file này cho bên em thôi. Mình mở chia sẻ ra này, mình mở chia sẻ ra này. Đó, mình ấn vào chỗ bất kỳ ai có liên kết này. Mình ấn vào chỗ này thành người chỉnh sửa nhé. Đó, sau mình ấn sao chép cái liên kết này rồi gửi vào nhóm cho bên em là xong. Mong là mình sẽ hoàn thành sớm cái file này cho bên em, để bên em hoàn thành sớm sao cho mình. Vâng, cảm ơn nhé.